Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 88 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 88 này là Nả dồ si quang. Nả tức là nả lị, dồ si quang là có hy vọng, nhưng mà dịch là nơi đâu có hy vọng. Nơi đâu có hy vọng. Chủ đề này cũng khá là thú vị. Đầu tiên thì xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần chậm và một lần nhanh hơn. Sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị. Và cuối cùng chúng ta sẽ nghe lại. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. Nả dồ si quang. Xiao Wu shi ge ji zhe. Ta jue de ji zhe shi ge hao gong zuo. Suy ran 工作时间长, 但是他一点也不觉得累。 工作让他快乐, 他喜欢他的工作。小五工作5年了, 他坐了很多飞机, 去了很多地方, 走了很远的路, 认识了一些朋友, 也知道了一些不好的事。 有些人过得很不好。 现在对记者这个工作, 小五有了新的认识。 虽然他还喜欢他的工作, 但是快乐已经少了。 哪儿有希望? 小五 是个记者, 他觉得记者是个好工作。 虽然工作时间长, 但是他一点也不觉得累。 工作让他快乐, 他喜欢他的工作。 小五工作5年了, 他坐了很多飞机, 去了很多地方, 走了 很远的路, 认识了一些朋友, 也知道了一些不好的事, 有些人过得很不好。 现在对记者这个工作, 小五有了新的认识。 虽然他还喜欢他的工作, 但是快乐已经少了。 Và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Nả dù si quang, nơi đâu có hy vọng. Xiao Wu shi ge ji zhe. Xiao Wu là tiểu ngũ, ta cứ xem như là một cái tên riêng thôi. Thằng năm hay là cái gì đó cũng được. Xiao Wu shi ge ji zhe. Tiểu ngũ là một phóng viên, chi trợ âm ấy Việt là từ ký giả đó, có nghĩa là phóng viên. Tha chuyển tờ chi trợ sư cơ họ cung dô. Tha chuyển tờ anh ấy cảm thấy chi trợ sư cơ họ cung dô. Phóng viên là một công việc rất tốt, tức là cái công việc phóng viên là rất tốt. Tha chuyển tờ chi trợ sư cơ, tức là sư dĩ cơ họ cung dô. Suy rãn cung dô sự chiến trạng. Suy rãn là tuy, thì suy rãn hay đi với tan sư, nó là một cấu trúc đó, tuy nhưng. Suy rãn cung cho sự chiến chẳng, tuy cái thời gian làm việc rất dài, tức là có khi ban ngày mình đi săn thông tin, tối về rồi viết bài cho nhanh, cho kịp với cái tiến độ thời sự, ví dụ như vậy. Suy rãn cung cho sự chiến chẳng, tuy là cái thời gian làm việc rất dài, tan sư là nhưng. Tha yi tiễn ye bu jue de lei. Tha yi tiễn ye bu jue de lei. Bu jue de lei là không cảm thấy mệt. Yi tiễn ye bu jue de lei, một chút cũng không cảm thấy mệt. Tức là không cảm thấy mệt chút nào. Ở trong tiếng Hoa nó hay nói cái dạng thế này. Yi tiễn ye bu. Ví dụ như yi tiễn ye bu họ một chút cũng không tốt. Tức là không tốt chút nào. Yi tiễn ye bu rơ. Không nóng chút nào. Yi tiễn ye bu lận. Không lạnh chút nào. Ý tiễn gì bút hiển gì, không rẻ chút nào. Nó hay nói như vậy. Rồi ở đây mình sẽ đọc được cái cụm đó ha. Tha chuyển tờ,
记者是个好工作，虽然工作时间长，但是他一点也不觉得累。工作让他快乐，工作là công việc, rằng tha khoai lơ, khiến cho anh ấy vui hoặc là làm cho anh ấy vui. Tức là anh ấy rất vui với cái công việc của mình á. Cung chua, rằng tha khoai lơ. Tha sĩ hoán, tha thờ cung chua. Tha sĩ hoán, tha thờ cung chua. Anh ấy thích hoặc là yêu thích cái công việc của mình. Yêu thích công việc của mình. Tiếp nữa, Xiao Wu cung chua 5 年了. Xiao Wu cung chua 5 年了. Tiểu Ngũ đã làm việc được 5 năm rồi. Xiao Wu cung chua 5 年了. Là Tiểu Ngũ hay là anh Năm hay là bạn Năm, thằng Năm gì đó. Làm việc được 5 năm rồi. Ha chua là hẳn tố phây chí. Ha chua là hẳn tố phây chí. Ý có nghĩa là anh ấy đi máy bay cũng rất là nhiều. Mở rộng ra hơn, tức là ý là anh ấy đã đi đây đi đó rất nhiều đấy. Ha chua là hành tố phây chi, chi là hành tố đi phán, và đi rất nhiều nơi. Anh ấy thường xuyên đi máy bay cũng được và đi rất nhiều nơi. Chi là hành tố đi phán. Zhou le hen yuan de lu, zhou le hen yuan de lu có nghĩa là đi rất xa, đi những con đường rất xa, tức là đi đến những nơi rất xa, đi nhiều nơi và đi đến những nơi rất xa xôi nữa. Rên sư là y xe phận dồ. Rên sư là y xe phận dồ. Rên sư đây là quen biết. Rên sư là đã quen biết. Y xe phận dồ là một số bạn bè. Rồi đã quen biết một số bạn bè. Dè trư to là y xe phu hào tơ sư. Dè trư to là và cũng đã biết. Y xe là một số. Một số gì y xe phu hào tơ sư. Một số những cái việc không có tốt. Một số việc không tốt hoặc là không hay hoặc là không đẹp. Rồi. Dù ý xe rỉnh của tờ hình phú họ. Dù ý xe rỉnh là có một số người. Của ở đây ta hiểu đó là sống đó của tờ. Mình có thể tạm dịch là sống của tờ hình phú họ. Tức là sống rất là nghèo khổ, rất khó khăn. Của tờ hình phú họ tức là sống cực kỳ nghèo khổ, cực kỳ khó khăn. Hay là những cái lý do gì đó khiến cho cuộc sống rất là không vui, rất không hạnh phúc, thì mình nói là của ta hình phố họ. Lý do thì có thể có nhiều. Rồi mình đọc lại một lần nữa ngay chỗ cái câu này nhé, khá là dài. Ta chua là hành tố phây chi, chi là hành tố tì phang, chỗ là hành duyện tơ lù, rân sư là y xế phận dụ, dễ trư to là y xế phố họ tơ sư, dụ xế rỉnh của ta hình phố họ. Hiện tại là hiện nay hoặc là bây giờ. Tuy chi trở trơ cơ công dô. Hiện tại tuy chi trở trơ cơ công dô bây giờ. Đối với cái công việc phóng viên này. Chi trở trơ cơ công dô. Xiao Wu dù là xin tờ rân sư. Xiao Wu dù là xin tờ rân sư. Tiểu Ngũ đã có một cái nhận thức mới. Hồi nãy từ rân sư bên trên nó có nghĩa là quen biết. Một cái người nào đó. Hoặc là rên sư cũng có nghĩa là quen biết đường, cũng dùng từ rên sư này, biết đường. Ví dụ, nibu rên sư lu, wo tai ni shi ba, bạn không biết đường hả, để mình dẫn bạn đi nhé. Rồi thế nhưng mà rên sư ở ngay chỗ này thì là có nghĩa là nhận thức, hoặc là ý thức được, hiểu được cái vấn đề á. Xiao Wu dù là xin tờ rên sư, Xiao Wu đã có một cái nhận thức mới. Suy rãn tha hải xì hoán tha tờ cung dô. Suy rãn tha hải xì hoán tha tờ cung dô. Tuy anh ấy vẫn còn thích cái công việc của mình. Tan sự khoai lơ ý chính xảo là. Tan sự khoai lơ ý chính xảo là. Nhưng mà những cái niềm vui ấy, thì đã ít đi rồi. Tức là không có còn niềm vui như trước đây nữa. Vì sao như vậy? Tức là vì anh ấy đi nhiều nơi. Anh ấy biết được nhiều cái chuyện nó không hay ho, không tốt gì. Và anh ấy cũng đã thấy rất nhiều người sống là vô cùng khó khăn của tờ hình của họ. Cho nên là anh ấy vẫn yêu công việc. Nhưng mà khoai lơ gì chứng sọ lơ, nhưng mà cái niềm vui thì không còn nhiều nữa. Thì đây là một cái bài cũng rất là thú vị. Vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ? Sau đây xin mời mọi người hãy nghe người bản xứ đọc lại một lần nữa trước khi mình kết thúc bài. Nở có hy vọng. Xiao Wu là một 记者. Ta 觉得记者
是个好工作。虽然工作时间长，但是他一点儿也不觉得累。工作让他快乐，他喜欢他的工作。小五工作5年了，他坐了很多飞机，去了很多地方，走了很远的路，认识了一些朋友，也知道了一些不好的事。有些人过得很不好。现在对记者这个工作，小五有了新的认识。虽然他还喜欢他的工作，但是快乐已经少了。Và đến đây là kết thúc phần 88 của cái bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Cũng vào cái mùa dịch bệnh này thì xin chúc các bạn cùng với người thân và gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé. Nếu mọi người ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để nhận những video tiếp mới và cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xin chào mọi người.